Xin chào anh em đã quay trở lại với TNC Channel. Mỗi hãng sản xuất linh kiện máy tính chúng ta đều sẽ có những cái tên rất chi là kiểu như là phổ biến này, người ta gọi là signature ấy. Riêng với Gigabyte thì chắc hẳn là anh em đều biết đến cái tên WinForce cho những chiếc card đồ họa đến từ Gigabyte, đúng không ạ? Và ở đây trên bàn mình đang có một số cái tên WinForce rất là cơ bản. Đó, ở đây nó là một con 960 WinForce Gigabyte này. Anh em cũng đã có thể thấy là từ cái thế hệ 960 chúng ta đã có được những em card đồ họa trông nó xịn sò như này. Mặc dù là nó chỉ là một chiếc card đồ họa tầm trung, hơi cao cấp một tí thôi, nhưng mà đã có backplate này rồi thì các kiểu rất là hiện đại, rồi cánh quạt là stack of flow các kiểu. Nhưng mà đây sẽ không phải là nhân vật chính chúng ta, bỏ qua bên nhá. Nhân vật chính chúng ta hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là hai em RTX 2060 WinForce. À không, một bản là WinForce, còn một bản là Gaming OC. Đấy, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn bản WinForce này trước. Thì đây là RTX 2060 GB WinForce. Thì chúng ta sẽ có một cái backplate bằng nhựa này. Tuy nhiên thì cái mặt trước đã được thiết kế lại và trông rất là hầm hố và trông nó khỏe hơn rất là nhiều. Và trông nó không hề bị tầm trung tí nào, mà mình cảm giác nó cao cấp hơn hẳn. Đó, anh em có thể thấy so sánh về kích thước này. Đấy, thì ngoài cái việc là nó đã to hơn, dĩ nhiên phải to hơn rồi, bởi vì là card đồ họa thế hệ mới này nó sẽ tỏa nhiệt nhiều hơn. Nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một thiết kế card ngon hơn rất là nhiều. Hai cánh quạt rất là lớn ở đây và hệ thống tản nhiệt rất là mát mẻ. Còn tản nhiệt tốt hay không thì lát nữa chúng ta sẽ cùng test trực tiếp nha. Mình sẽ chỉ giới thiệu qua về cái thiết kế thôi. Gigabyte WinForce này đã đẹp hơn. Chúng ta có backplate với chữ Gigabyte bóng sáng lên ở giữa màu bạc này. Rồi thì những cái đường gân nổi họa tiết rất là xịn sò, tranh xả các kiểu. Tuy nhiên hơi tiếc một chút là chúng ta không có đèn LED RGB Fusion. Hơi tiếc. Nhưng mà bù lại thì mức giá của em nó cũng khá là ngon lành. Và cụ thể thì anh em có thể tìm thấy ở đường link bên dưới video nhé. Và bên cạnh đó ấy, cái phiên bản nữa mình muốn giới thiệu anh em đó chính là đây. Đây chính là Gigabyte GeForce RTX 2060 phiên bản Gaming OC 6GB. Vậy thì cái phiên bản này nó sẽ có cái gì? Đó, đây. Trông rất giống như em card đồ họa cao cấp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 3 quạt tản nhiệt này. Chúng ta có đèn LED RGB Fusion sáng lên ở logo Gigabyte này. Chúng ta có backplate bằng kim loại. Vâng. Và đây là phiên bản Gaming OC. Vậy thì tại sao hôm nay mình lại làm cái video này? Cụ thể, chính xác là mình muốn so sánh hai em card này và để anh em có thể so sánh xem là với cái mức giá chênh lệch giữa hai em này thì chúng ta nên chọn em nào. Và nói qua một chút về thiết kế của em card này thì như các bạn đều thấy chúng ta sẽ có 3 quạt tản nhiệt, tuy nhiên là cái kích thước quạt này nó cũng sẽ nhỏ hơn. Đó, anh em thấy ngay ở đây. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có thêm RGB Fusion ở đây. Ngoài ra thì không có gì khác biệt nhiều, tuy nhiên là cái thiết kế của nó mình sẽ đánh giá nó thuận mắt với cả cái sở thích của mình hơn so với một số cái dòng card phổ biến của những cái hãng sản xuất khác. Bởi vì sao? Bởi vì là nó thiết kế rất đơn giản, nó chỉ là một cái khung chữ nhật như này thôi. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ vào nó, anh em sẽ thấy những cái chi tiết, những cái đường gân, những cái đường g nổi, những cái mảng, những cái khối nó rất là, nói chung là nhìn rất là khỏe và thuận mắt, chứ nó không bị kiểu nhiều chi tiết thừa quá, nhiều kiểu gồ ghề quá. Và nếu như anh em lắp lên cây ấy và nhìn ngang như này, em sẽ thấy đây là một cái khung rất là vuông vức. Và cá nhân mình lại thích những cái thứ đơn giản và nó vuông vức như thế này. Và đó là lý do tại sao mình thích cái em Gaming OC này. Kể cả cái phiên bản WinForce của nó cũng gần như tương tự như vậy. Chúng ta cũng sẽ có một cái khối như này, nó chỉ hơi gồ ghề lên một chút mà thôi. Và bây giờ thì còn chờ gì nữa, anh em hãy cùng mình cắm hai em này lên dàn PC của mình để có thể test trực tiếp hiệu năng xem như thế nào nhé. Và mình cũng chia sẻ một chút về cái cấu hình PC mà mình sẽ sử dụng để test hai em này. Thì mình sẽ sử dụng Core i5 9600K, mainboard thì mình sẽ sử dụng đây em bên này, Gigabyte Z390 Gaming X. Còn RAM thì mình sẽ sử dụng hai thanh RAM Aperture Panzer Rex 8GB, tức là mình sẽ có 16GB RAM. Còn nguồn thì mình vẫn sẽ sử dụng bộ nguồn Thermaltake Smart RGB 600W. Như vậy có vẻ là đủ rồi đấy, chúng ta hãy cùng chiến thôi. Đầu tiên anh em hãy cùng mình kiểm tra độ ổn định hệ thống của hai em card đồ họa này bằng một cái phần mềm vô cùng quen thuộc, đó là Firmax. Mình sẽ sử dụng setting ở mức là Full HD với 8x MSAA và mình bắt đầu cho chạy hai em card đồ họa này trong khoảng 10 phút. Thì đến khoảng phút thứ 6, em Gaming OC 6G của chúng ta đã đạt lên ngưỡng 65 độ C và chỉ khoảng 1 phút sau đó thôi thì ở bên phía WinForce OC 6G cũng đã đạt lên mức là 76 độ C.
Và đó là mức nhiệt độ max mà chúng ta ghi nhận được ở trên em WinForce OC 6GB. Còn gaming OC 6GB thì chúng ta mức nhiệt độ cao nhất sẽ chỉ là 65 độ C mà thôi. Như vậy là với mức chênh lệch nhiệt độ lên tới khoảng quanh quẩn 10 độ C như thế này thì rõ ràng là WinForce OC 6GB đã có một cái sự bất lợi không hề nhẹ trước em gaming OC 6GB. Dĩ nhiên rồi, chúng ta chỉ có 2 quạt tản nhiệt so với 3 quạt, làm sao mà so được chứ, đúng không ạ? Hãy cùng mình bật Baremark lên để chấm điểm hiệu năng hai em card đồ họa này. Tuy nhiên thì cái lần này sẽ hơi khác một chút, mình sẽ không dùng Time Spy, không dùng Fire Strike, mà sẽ là một cái bài test hoàn toàn mới có tên là Port Royal mà mình đã phải bỏ ra hẳn 43.000 để mua nó trên Steam. Và cái bài test này được thiết kế ra để dành riêng cho những chiếc card đồ họa RTX với công nghệ Ray Tracing. Và trước khi chúng ta nói về những cái vấn đề hiệu năng linh tinh khác thì hãy cùng nhau chiêm ngưỡng cái bài test với đồ họa vô cùng tuyệt vời này nữa nhé. Và nếu bạn nào thắc mắc là tại sao cái phần thông số mình lại phải crop ra để bên phải thì đấy là vì mình quay màn hình hai cái cùng lúc, nhưng mà mình quên không đảo vị trí của cái Revolve Statistic, cho nên là mình phải crop nó ra riêng đấy. Và rõ ràng trên màn hình đây, ở cái phần graphic test thì các bạn có thể thấy đó là hai chiếc card đồ họa chúng ta đều có cái mức FPS gần như là giống hệt với nhau. Cái mức RAM hệ thống tiêu thụ cũng giống nhau, mức CPU thì cũng xem với nhau. Duy nhất chỉ có cái khác đó là cái xung khác nhau, và cái khác nhiều nhất đó chính là cái nhiệt độ. Và cái mức chênh lệch ở đây cũng phải gần 10 độ C. Và cuối cùng là đến phần điểm tổng kết của bài test Port Royal thì đúng như mình dự đoán, hai em card đồ họa này không có sự khác biệt nào về điểm tổng kết cả, đều là 3723 và 3720, chênh nhau 3 điểm thì nói lên được cái điều gì? Quan trọng nhất là trong cái quá trình test anh em có thể nhìn thấy sự khác biệt lớn nhất về mặt nhiệt độ cũng như là cái hiệu năng hoạt động cụ thể của từng em card đồ họa một, nhưng cuối cùng kết quả cho ra vẫn đều là như nhau cả. Nó thể hiện ở cả FPS cũng như là ở cái điểm số cuối cùng này. Vâng, và đó là Gigabyte WinForce OC 6GB và gaming OC 6GB. Vậy thì mức giá của hai em này thì sao? Với ở bên tay trái của mình đây, chúng ta sẽ phải bỏ ra khoảng hơn 10 triệu, 1 triệu rưỡi. Và nếu như anh em móc hầu bao thêm 1 triệu nữa thì chúng ta sẽ được em này. Vậy thì cái mức 1 triệu anh em bỏ ra đó chúng ta sẽ được gì? Rõ ràng qua những cái bài test chúng ta, anh em có thể thấy là về mặt hiệu năng thì hai em này chính xác là same nhau luôn. Tuy nhiên cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là từ khả năng làm việc, khả năng làm mát. Đấy, tại sao nói là làm việc? Bởi vì là làm mát tốt hơn thì đồng nghĩa việc nó sẽ có thể chịu đựng được lâu hơn đấy anh em, đặc biệt là những anh em hardcore. Còn em này sẽ phù hợp với ai? Với mức giá rẻ hơn 1 triệu và cái hiệu năng cũng không
khác biệt quá nhiều với em gaming OC này, thì mình nghĩ là chiếc WinForce OC 6GB này sẽ phù hợp với những bạn nào sở hữu những cái dàn PC có kích thước nhỏ gọn. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ có một chiếc card đồ họa nó đủ hầm hố nhưng không quá to bản và bề thế. Tuy nhiên anh em sẽ phải đánh đổi bằng cái mức nhiệt độ chênh lệch tới khoảng gần 10 độ C nếu như so sánh với cái phiên bản mà có nhiều quạt hơn như thế này. Vậy thì anh em nghĩ sao và anh em sẽ chọn phiên bản nào phù hợp với anh em? Ví dụ anh em có máy to, cây khủng, vỏ cây rộng rãi thì có thể chọn em này chẳng hạn. Còn vỏ cây nhỏ mà nhắn xinh xắn và chúng ta không chạy quá nặng nề thì có thể chọn em này. Đó, cụ thể chi tiết thì là như vậy. Còn chính xác như thế nào thì đó là sự lựa chọn của mỗi anh em. Vậy thì hãy cho mình biết sự lựa chọn của các bạn bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.